mà nếu mà em không nghe chị hết thì em bảo, hoặc là em bảo tin nhắn cho tôi liền trả ha. Thôi là Dạ. bây giờ mấy em đúng ra cái phần này là mình sẽ có đi cái phần mình đi lâm sàng ở tại bệnh viện, nhưng mà vì do cái dịch này ha, bây giờ mình để mà bảo đảm kịp cho mấy em, để rồi còn mấy em còn phải đi học các cái học phần khác nữa ha. Mà nếu mà không 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 giải quyết liền thì linh động mới giải quyết á, thì nó bị ra phần răng, phần hàm và phần mặt. Bây giờ nó liên hệ với nhau, tôi giúp mẹ em khám hôm nay là khám cái phần răng có dính dạng một xí qua phần mặt đó, tức là gì, phần hàm đó là từ cái sau răng, xong rồi nó để chạy lâu về qua phần viêm tụy răng, giống như mẹ em từng bị đó, bị sau răng xỉ chập đau nhức dữ dội đi ha. Đau nhức dữ dội cái xong rồi cái 1 2 ngày cái là cái gì chuyển qua cái gì nó sưng nhẹ nhẹ tại chỗ, rồi vài ngày nữa là nó sưng chu vu cái mã lên ha. Tức là nó chạy từ cái sau răng qua viêm tụy răng, viêm quanh chọc và chẳng có chạy đến cái mô tế bào. Thì mẹ em học khái niệm là các em biết là mô tế bào ấy, nhớ là những cái khái niệm mình đã từng học rồi. Mục đích là giúp mẹ em ok biết được cái nào sau răng, viêm nha chu là viêm cái thịt xung quanh cái răng á ha, mà mình biết được cả cái gì thương thương tổn tiêu thương và mình biết một thời đại chưa, thì mình biết được các cái biểu hiện của cái HIV ở trong cái vùng răng miệng. Thực sự sau đi mà mình để cho mẹ em biết cho cái bác sĩ răng là mặt cái người mà khám cái miệng á, thường hay phát hiện những cái triệu chứng sớm của cái HIV, và thường thường biểu hiện ở trên cái vùng răng miệng ha. Thì có một bạn Quý Phương nữa, để cho bạn vô. Thì mẹ em biết mình đi khám mà nội khoa thì có cái ống nghe, các cái búa cao su để gõ khám phản xạ cái người này nọ ha. Ồ, có một bạn trẻ lắm, mình để cho bạn vô. Đây thì trong cái khám về răng hàm mặt, khám về nha khoa thì có một cái cây gọi là cái thảm trắm mà có cái đầu nó nhọn nhọn á, mẹ em thấy á, mẹ em biết từ khám biết ấy, cái đầu nhọn. Rồi có một cái gọi là cái gương gọi là cái gương nha khoa đây đây, và thêm một cái kẹp, cái pincetter, cái kẹp nó thì giống như cái kẹp ở trong cái ngoài khoa của y khoa thôi ha. Thì tất cả những cái đấy là tôi giới thiệu sớm, mẹ em sẽ thấy khi nào bác sĩ người ta hãy cầm đối với người thuần tay phải, thì tay trái thì thông thường là người ta sẽ cầm cái gương nha khoa. Cái gương nha khoa là để làm chi, để thường nó em thấy này, cái gương nha khoa thường để bắn cái miệng ra anh em. Thứ nhất là để bắn miệng ra, thứ nhì là trên cái hình ảnh này cho mình thấy đây đang để cái gương để mà gì nhìn gián tiếp anh em không, nhìn gián tiếp tức là cái mặt trong của rắn á, nhiều lúc á nếu mà mình khả mình cúi cái đầu xuống mình nhìn vô trong thì nó không đẹp á, gọi là dễ bị bệnh nghề nghiệp lâu ngày á, đau lưng đau cổ này, còn chứng vai gãy này nọ. Thì mình hãy để cái gương như vậy nó ảnh xuống thì mình nhìn dạng tiếp, mình có thể khám mặt trong bằng như diện cũng bắt đầu có thể cho hai bà Quý Phương như diện cho hai bà này vô cái đã nha. Đó quay lại cái gương nha khoa, vừa để nhìn dạng tiếp vừa để bánh miệng nữa. Rồi cái thảm trong này lại làm cái chi, cái đầu nhọn này người ta mục đích ta làm đầu nhọn gì à, mẹ em học lý thuyết rồi, cái đầu nhọn thì tức là để khi mình ra ra trên các cái mặt rắn á, thì nếu mà nó có một cái lỗ nó mắc lại, tức cái lỗ nhỏ nhỏ, thì cái đầu nhọn này nó sẽ mắc lại. Và theo định nghĩa lâm sàng, khi nào cái cây thảm trâm này, nghe cơ, cái thảm trâm này nó ghi thảm tức là thảm sát này, trâm là vì cái đầu nhọn rồi thôi, nghe những cái trâm cái tóc này còn đâu có cái đầu nhọn. Thì cái này mình ra ra trên mặt rắn á, mà khi bình thường cái răng nó còn nguyên vẹn, men nó nguyên vẹn, nó lãng từ cái đầu nhọn này nó không có mắc lại trên răng. Nếu cái đầu nhọn này nó mắc lại trên răng chỗ nào thì chỗ đó là xấu răng. Thông thường là trên cái mặt nhai, mấy em nhớ không? Mặt nhai thì bề răng sau nó có các cái răng này thường thường nó lãng, nhưng mà nếu mà nó bị một cái sâu mà men thì nó đã mắc cái đầu nhọn này rồi. Và khi mắc cái đầu nhọn lại thì coi như trên lâm sàng cái định nghĩa chỗ đó là xấu răng. Rồi
còn cái kẹp thì má em biết rồi, mấy kẹp mới để mình kẹp bông gòn ha, mình châm cố cái răng, hoặc là mình kẹp cái bông gòn để mình đặt hai bên xung quanh cái răng để mình cắt đi cái răng cho khô để mà mình chạm răng rồi này nọ. Còn đây cái khay này thì mình để đặt cái dụng cụ gương tạo trong cái kẹp gấp lên này ha. Đây cái phương pháp khám răng miệng á, thì còn cũng là hỏi bệnh trong cơ thẳng thực thể, nhưng mà mình đi sâu vào từng cái thì mình chú ý, ví dụ hỏi mình hỏi lý do mà đi vô khám là vì sao, để mình định 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 vị à, định cái vị trí đau. Nhưng mà cái trong cái đau răng á, thì thông thường nó đau lan tỏa, thì lúc nó đau lan tỏa nó không khu trú, cho nên nhiều lúc mình rất dễ đánh lừa mình, đặc biệt là đau nha chu, viêm nha chu nhiều lúc nó đau tùm lum mà nó ê lum mà, hay là nhiều tượng đau là đau cái biểu hàm trên mà nó đau, mình lại biểu hiện đau hàm dưới, mình khám hàm dưới mình sẽ dễ bị cái đau đánh lừa, cho nên mình phải hỏi cái kỹ, cũng giống như là mình phải hỏi lại bệnh sử tiền sử mà dù chứng cơ năng đau thì cụ thể, bởi vì trong thực tế mấy em biết có những bệnh nhân người ta đau không phải là đau răng mà người ta đau, mẹ em học rồi mẹ em biết đó là đau dây thần kinh năm ba, dây thần kinh sinh ba dây năm đó, năm một năm hai năm ba, thì như đó đau dây thần kinh năm, nhưng mà mình không biết, mình khám bác sĩ khám không có kinh nghiệm, trong thực tế nhiều kinh có kinh nghiệm nhưng lúc cũng bị làm lừa là cứ nghĩ rằng là đau ở cái vùng răng tuổi lớn. Có bệnh nhân tôi đến là tôi khám tôi hỏi là sao bị họ đau dữ dội lắm, họ nói tôi đau cái răng cẩm hàm trên đó, răng cẩm mà trong thực tế là tức là răng hàm đó, nó đau dữ dội lắm, tôi thấy mất đi hai cái răng phần hàm một phần hàm hai, cụ thể trên bệnh nhân này phần hai tức là phần mất răng 27 28, thì tôi hỏi có nhổ răng khô người hả, người ta nói là lấy lần trước nó đau quá là bác sĩ nhổ cho tôi hai cái răng luôn, nhổ hai lần hai cái răng. Thì tôi kiểm tra lại thì mình kiểm tra lại mình khám, và trong thực tế là mẹ biết sâu răng nhiều lúc mình khám ở trên lâm sàng nhiều lúc mình không thấy hết được, vì sao có bà Nguyễn Đình già Thảo gì đây cũng chê qua này cho bà con, thì bởi vì em biết là giữa hai cái răng á, gọi là cái phần mà phần mặt bên của các răng á, nó sát nhau á, cái phần trên nó còn men á, mình ra cái thẳng chấm vô thì mình thấy nó đâu có mắc gì đâu, nhưng mà nó bị xấu là xấu ở bên dưới ha, nó bên phần dưới á, thì bên vậy mình trên lâm sàng mình không thấy, mình chỉ biết mình đang đau thôi, lúc đó mình phải cần có thêm cái cận lâm sàng là mình chụp phim X quang răng hoặc là mình chụp phim toàn cảnh chút xíu để giới thiệu với em. Quay trở lại cái bệnh nhân kia hồi nãy thì cho chụp phim kiểm tra, tôi thấy các cái răng còn nguyên vẹn không có xấu gì hết, mình hỏi kỹ lại bệnh sử thì chẳng ra là bệnh nhân nó đau theo cái, các cái từng cơn, có một cái vùng kích hoạt mà em học về thần kinh được em biết gọi là vùng co đó, trigger, thì gió thổi cái chỉ đó buổi sáng ngủ dậy chú miệng hít sáo cái là nó bùng lên một cơn đau dữ dội thì lúc đó tôi nhớ là tôi cho điều trị thử, thì một cái thuốc điều trị dây đau như cái năm rất rất thông dụng mà em biết hết đó là gọi là tecretol, tecretol carbamazone đó, là cái thuốc đó thuốc điều trị thần kinh, nhưng mà nó có tác dụng cái dụng phụ của nó là nó điều trị được đau dây kinh năm, mình cho uống thuốc đó thì để bệnh nhân nó đỡ ha, thì lúc đó mình không có cái chuyện là mình đi nhổ răng họ ha, chứ không thôi là cứ mỗi lần thấy đau không biết cứ nghĩ đau, mà trong khi bệnh nhân cứ biết nhổ đi nhổ đi nhổ đi ha, người ta yêu cầu là tôi làm chấp nhận bác sĩ cứ nhổ đi, nhưng lúc mình khám thì mình có cái tự tin của mình ha. Rồi trong các cái khám để mình gì mình khám răng, từ đó mình có thể đánh giá được cái vệ sinh răng miệng của bệnh nhân cái này cũng là để nhìn vệ sinh răng miệng ha, tức là mình có thử người ta bảo là ta giữ gìn cái răng có tốt không ha, cả cái chuyện là đánh vệ sinh đánh răng sau ăn
rồi mình thấy người ta có dùng dược xúc miệng và chồng chị nha khoa này nọ. Cũng như mình khả một chồng miệng, mình chú ý là các cái bệnh toàn thân. Bệnh toàn thân nó thể hiện các cái triệu chứng ở trên miệng, cụ thể là giống như hay gặp là mình em thấy rất nhiều bệnh nhân đại đại tháo đường á, thì thông thường những bệnh đó thường cái nhũ nó hay sưng nề này dữ dội ha, nó rất là dễ nhiễm trùng và rất là dễ chảy máu, chú ý cái đó. Hoặc là bị nhiễm mà herpes á, herpes ở trong miệng đấy nha, thì gây lở ra rất là đau và các cái nhũ sưng nề làm cho bệnh nhân vệ sinh răng miệng kém. Đó là cái phần ngoại bệnh thì mình chú ý việc như vậy. Còn để khi khám thực thể của một bệnh nhân như thế nào thì bao gồm khám ở ngoài miệng mặt và để cho bệnh nhân nó khám ở trong miệng. Đây có cái chữ gọi là há miệng. Làm chi? Thì thực sự khi mình há miệng cái thì là mình đã đánh giá được cái khớp thái dương hàm của bệnh nhân luôn. Mình cho bệnh nhân há miệng để mình khám trong miệng thì lúc đó kiểm tra được cả cái thải dương hàm luôn, vì nếu bệnh nhân hạ miệng thoải mái không có bị hạn chế gì hết, khi bệnh nhân hạ miệng không có những tiếng kêu bất thường, không có đau gì hết, thì đó là cái khớp thải dương hàm nó hoạt động rất là bình thường. Khớp thải dương hàm là mẹ em biết đó là gồm có cái lồi cầu của xương hàm dưới, nó nằm trong một cái ổ khớp đấy, của cái xương thái dương. Rồi cái giải phẫu của xương em biết là được rồi. Và cũng giống như trong miệng thì người ta cũng có khám răng, khám nha chu. Khám răng thì khám một cái răng như cả toàn bộ răng như vậy. Khám nha chu là mình có cái thịt xung quanh cái răng á, đấy có viêm nhiễm gì không, và có một cái khái niệm hơi chuyên ngành thì nó có cái túi nha chu, tức là có cái đo cái độ sâu của cái khe nổ của xung quanh răng, có quy định cụ thể bao nhiêu, thì mẹ bị cái khái niệm như vậy được, không cần đi chuyên sâu của mẹ. Bên cạnh đó mình chú ý đến cái này thì bác sĩ đa khoa mình cũng có thể biết được đó là các cái tổn thương tiền ung thư ở trong miệng cái tổn thương tiền ung thư mà mình hay gặp là cái là những cái bạch sạc. Mẹ em nhớ cái bạch sạc đấy là một cái thường cái niêm mạc miệng là mình thấy là cái màu nó hồng nhạt nhé, hồng nhạt. Bây giờ có một cái khu vực nó không có hồng mà nó trắng lên cái ở đây có cái chữ không đồng đồng nhất hay không đồng nhất, đồng nhất tức là nó trắng phao hết, còn không đồng nhất là có chỗ trắng hơi chậm chậm vừa vừa hơi đen đen nhẹ nhẹ đó. Cái quan trọng là cào không chắc mà lại bong gòn mình đầy cái chừng để loại trừ vậy là cái mà bà thức ăn lâu ngày nó dịch cũng chết đó, sạch nó và nó thường nó không đau gì hết, nhưng giới hạn nó vẫn còn rõ, chỉnh vi cũng rõ chứ cũng có bị chuyện xâm lẫn gì hết, nên ta nghĩ đó là có cái khả năng là bị thứ hóa. Thì thông thường một cái này thì mình sẽ theo dõi khi thấy có triệu chứng bất thường thì mình cần phải làm gì mẹ, mình phải là sinh thiết đấy, làm các gọi để làm sinh thiết. Và có một cái nữa là hồng sạc, cái hồng sạc thực sự này, cái hồng sạc này là cái nguy cơ mà hóa ác tính nó cao hơn bạch sạc, tức là mình thấy cái niêm mạc thường là hồng nhạt nhưng mà đấy có một cái mà đỏ tươi luôn nha. Có cái câu đó là đe không bị mất làm gì, để mình chẩn đoán loại trừ với một cái gọi là cái sung huyết, đúng không em? Sung huyết thì mình bắn rộng đèn ra là nó sẽ tan đi vì mạch máu tụ lại đó, còn cái này là không tan. Và các cái vị trí thường gặp của hồng sạc thường đó là cái sàn miệng hoặc là khẩu phải mềm. Vì sao? Nó tương ứng với cái chuyện và cái thói quen này, thói quen ví dụ là hút thuốc thì hút thuốc mẹ biết thông thường thuốc là khói thuốc nó bay lên cao ấy, thì nó bay lên trên 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 khẩu gái là cái vòm miệng á, tức là cái vòm miệng mềm ấy. Đó. Còn uống rượu uống rượu có ăn trầu thì sao, thì nó hãy đọng lại ở sàn miệng ấy, kích thích rồi. Bên cạnh cái đó nó còn có một cái người ta gọi là lichen phẳng. Lichen phẳng là cái anh thấy sao bên kia thì nó sơ lãng và bên này sơ nó hơi nhảm nhảm là bởi vì nó gơ gơ nhẹ lên say, và có những cái đường lưỡi đang qua đang về mặt lưỡi bởi những cái sợi giống như sợi lưỡi, tức là những cái lưỡi sợi trắng 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 em thấy bên này là niêm mạc má, niêm mạc má hai bên
Đây là cái ligand phẳng. Những cái này thì em có chọn những hình ảnh em có thể thấy ở trên 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 cái Google mà em tìm sửa hình ảnh nhé. Những cái ligand phẳng này. Đây còn một cái này tức là gì, viêm loét mạn tính do chấn thương hàm da, thì thông thường hàm da hay là trần nhất huy với trên cho bạn vào luôn. Cái viêm loét mạn tính cho chấn thương hàm da tức là thông thường là em biết về cái hàm da này là hàm da tháo vô tháo ra ha. Mà đặc biệt hàm da tháo vô tháo ra ở đây này, đây là mà em biết đây là một bệnh nhân mà có thể em nhìn cái hàm không còn răng mà hết, thì rõ ràng đây là một cái hàm giả là toàn hàm theo cái lý thuyết của hàm mặt gọi là toàn hàm, mà nhất là cái hàm dưới ấy, mà toàn hàm dưới thông thường cái sọng hàm nó tiêu hết rồi cái hàm giả tháo mô ra hàm dưới nó hay là nó không có bám chặt nó bị và nó hay nhúc nhích, đặc biệt khi ăn uống này nọ thì chỉnh về cái bờ hàm giả nó làm nó chày chày ấy, nó chày ra nó sưng lên nó chày ra và một cái chấn thương lặp lui lặp lại ấy, thì nó thường nó làm tổn thương là mạn tính và thường thường nó hay là gì, nó sùi loẹt lên, nó sùi lên ấy. Đấy. Và thông thường những cái đấy là những cái về chấn thương thông thường thôi, và mình theo dõi bằng cách gì, mình thấy này đây này, loại bỏ nguyên nhân, gặp một trường hợp như vậy thì mình làm gì, mình và chỉ cho bệnh nhân thôi chịu khó không đeo hàm giả nữa, tức là mình loại bỏ cái em đi vì nó đang sưng nó viêm, thì mình cho bệnh nhân uống kháng sinh kháng viêm và thông thường là tuần 10 ngày nó lành, mà mình thấy 2 tuần mà nó không lành là mình đã nghi ngờ một cái tổn thương tĩnh rồi, do một cái chấn thương hàm giả mạn tính, và mình nghi ngờ như vậy thì một cái động tác là mình đã sinh thiệt tại cái chỗ tổn thương đó, được chưa? Và kỷ niệm của tôi trong lâm sàng này, đây là một bệnh nhân gặp bác sĩ cũng là giỏi nổi tiếng lớn ở Đà Nẵng, cô đó bác sĩ đi và khám ở đâu đó thì người ta theo dõi một cái việc lấy ở trong miệng đó, thì là nói là theo dõi một chờ một cái tổn thương là ác tính đó, thì bác sĩ người ta giới thiệu với tôi kiểm tra, thì ở trên bệnh nhân này á, là không có đeo hàm giả nha, nhưng mà có một cái vết loét mà lặp lui lặp lại hoài, thì mình khám mình thấy gì là hết rồi đờ bệnh nhân khai như vậy, nhưng mà đợt này là loét kéo dài luôn không đỡ, thì mình biết khám thì mình thấy là các cái răng sáu tức ở cái vùng sàn miệng đó, thì ở cái vùng sàn miệng này thì mình thấy do ăn ngủ lâu ngày các cái răng nó mòn mấy em, mòn có những cái bờ rất là sắc ha. Vào các em chỉ biết ngang cái mòn răng như được thôi, còn nếu mà các cái chuyên khoa người ta sẽ biết là hàm dưới thì thông thường nó mòn cái các cái mũi răng ở phía ngoài, hàm trên thì nào ở trong, cho nên những cái mũi trong của các cái răng dưới nó nhọn hoắt ha, để em biết một số bạn kiểm tra lại răng cũng biết đó. Nhất là những bạn mà có cái thói quen mà nhai một bên á, thì phía bên kia là nó đọng vôi răng rất nhiều, nhưng mà cái phía bên mà nhái á, răng nó mòn và tạo lại những cái bờ nó sắc giống như một lưỡi dao, đưa cái lưỡi lên thấy sắc lắm, chính như vậy nó làm cho vết loét nó lặp đi lặp lại. Bạn hồn thì thu hà lại lại vào trẻ đứa này cho bạn vô, thì nó loét nó lặp lui lặp lại như vậy. Thì bây giờ mình thấy một trường hợp như vậy thì mình mới cô về bệnh nhân yên tâm cái đã, vì mình phải hiểu tâm lý sợ ung thư kinh hoàng lắm nha. Thì lúc đó mình giải thích bệnh nhân như vậy, hôm nay ok bây giờ tôi phải loại bỏ nguyên nhân nha, cho nên quan trọng mình biết mình loại bỏ nguyên nhân bằng cách gì, mình dùng mũi khoan mình mài bỏ các bờ sắc cái răng đi, cứ mài lại sạch sẽ hết đó, xong rồi mình cho bệnh nhân dùng thuốc nha, mình cho dùng thuốc kháng sinh hay là kháng viêm ha. Mấy em chờ cho tôi một xí nha, tôi có điện thoại bên. Chà, alo, chà nghe rõ ha? Dạ em nghe rõ thầy. Ok, xin lỗi mấy em, bởi vì có thầy dưỡng của bên giám đốc thầy gọi tôi.
Ok, sau khi mình mài bỏ cái nguyên nhân đó đi thì mình dùng kháng sinh, kháng viêm và mình theo dõi và tôi nói rõ ràng với bệnh nhân. Nếu mà trong vòng tuần 10 ngày mà không đỡ thì tôi sẽ bấm sinh thiết ở đó. Thì em biết chỉ cần một tuần thôi là bệnh nhân tới tặng cho mình một chai rượu uống ngon lành liền ngon liền. Thấy chưa? Bởi vậy thì lúc mình biết cách cả cách đó hả? Bây giờ tôi cũng khuyên thật mấy em, ngay cả mấy em học trong nội ngoại sản nhi cũng vậy, mấy em nắm được cái bình sinh bình nguyên, quyết định nhất của bệnh lý bình sinh bình nguyên, thì từ đó mấy em biết được cái nguyên tắc điều trị. Sau khi nắm được nguyên tắc điều trị thì mấy em đưa ra một cái điều trị. Đương nhiên mấy em học thì sẽ có những cái phác đồ điều trị chung, nhưng sau khi mấy em cũng gần ra trường bác sĩ rồi đó thì mấy em sẽ có những cái kinh nghiệm, gọi là kinh nghiệm lâm sàng, thì em có những cái điều trị theo cái suy nghĩ của mẹ thì rất là hay, rất là lý thú, và cái đó là sẽ giúp cho mình khẳng định được cái khả năng tai nghe của mình ha. Và tôi khuyên mẹ em cố gắng nắm vững cái bình sinh mình rất quyết định ha. Tiếp mà một cái gọi là nhiễm sắc melanin thải cỏ, mẹ em biết rồi, sắc tố melanin mà tức là có cái tế bào hắc tố á ha, thì cũng cái niêm mạc miệng cũng vậy, cũng giống như ngoài da cái thì có nắm lớp và đẩy gai hạt sản sưng ấy. Cái lớp sưng ở trong miệng thì không thể có niêm mạc rồi ấy. Đó. Nhưng mà nó vẫn là gai hạt sản, cái lớp gai thì nó có cái tế bào sắc tố đó và nó tiết sắc tố ra á, để tạo ra cái màu của niêm mạc. Còn trường hợp này còn có một cái gọi là nhiễm sắc tố melanin thải quả, trong này ở phun miệng thì hay gặp là cái gì, một số là em thấy ở trên cái răng này, trên cổ răng này có cái đường viền đen, một số người là có cái này là bẩm sinh, mình theo dõi thì không có gì hết, sinh ra nó có viền đen không có ngại gì hết. Nhưng một số mẹ em biết là một cái biến chứng của học chuyên khoa mình biết là khi mình chạm những cái miếng chạm amalgam hoặc là amalgam tức là mẹ em biết đó là một hỗn hợp kim loại đồng thiết rồi bạc rồi kết hợp với thủy ngân và cho ra một cái hợp chất có hỗn hợp kim loại gọi là cái amalgam dùng để chạm răng, là một cái chất này rất là lâu rồi nó vẫn còn sai, là bởi vì nó tương đối rẻ tiền, sai lâu ngày thì có những cái kim loại nặng đó thì nó ngấm à, ngấm vào niêm mạc một cái vết đen, hoặc là xuất hiện từ đâu, nhiều nhiễm kim loại nặng từ đâu, những cái bệnh nhân làm răng giả hả, những cái răng giả thì có cái xương bên trong là bằng kim loại thì chính kim loại đó ngay nó oxy hóa thì nó cũng gây ra thấm nhiễm đen ở cái nhũ răng. Những cái tổn thương như vậy là mình phải theo dõi à, chứ không phải là ung thư đó rồi đâu, nhưng mà mình theo dõi thì những thay đổi bất thường á, viêm sôi loét đau hay gì đó thì ngay lập tức à, mình phải loại bỏ nguyên nhân có thể hết không không hết nữa thì bao giờ cũng phải nhớ đâu ngay lập tức làm sinh thiết ha. Rồi và một cái tổn thương hay gặp là tổn thương loét sùi, loét hoặc là trôi sùi, còn đây là nó sùi lên một cục như vậy à, thì theo dõi là nguyên nhân do cái gì, cũng có thể là có chừng một cái papilloma á, cái virus á. À, papilloma nó gây ra những cái xui giống như bông cải thế này ha, mình phải phải loại trừ những thằng đó ha. Và những cái loại trừ thì mình phải là xét nghiệm, mình làm sinh thiết để bảo đảm, hoặc là những cái được xui xui này cũng có thể là một cái chấn thương lúc lặp lại cho nó là chỗ xui đấy. Ở đây tôi rồi xui những cái đấy tôi quên đi cho mẹ em, có những cái tổn thương mà loét nữa nhé, tổn thương loét thì phải theo dõi coi chừng ha. Những cái loét này ha, mình phải loại trừ, với có những cái bệnh áp, cái bệnh áp là bệnh từ miệng mà xuất hiện ở trong cái vùng loét, nó gây đau nhất mà lùi tới chỉ một vị trí thôi à, nó phía sau của cái hành lang miệng á, ở phía sau đây hành lang miệng tức là phía sau răng số 8 này, hay xuất hiện chỗ đó, hoặc có thể nó xuất hiện ở sang miệng nữa, và mỗi mùa mỗi năm như vậy nó cứ xuất hiện về vị trí, và đó là bệnh từ miệng là mẹ biết rồi, bệnh từ miệng là bệnh do cái cơ thể mình nó không nhận diện ra được cái đó là
tổn thương của cái cơ thể, cái cơ quan của cơ thể mình, và là cái hệ miễn dịch nó phạt cái quá mức thì nó làm cho cái loét đấy hả, giống như bị bệnh lupus ban đỏ này này nhảy hả, gọi là sẹo phổi hàng bệnh từ viêm. Thì mình điều trị thì có là mình dùng kháng viêm và có cái quyết thời gian nó hết à, để đó để không có cái hình đó nhé. Rồi đây là một số hình ảnh để cho em cảm thấy biểu hiện nhiễm mà HIV ở vùng miệng. Đến bây giờ thì gần như rất hiếm gặp cái nấm mà Candida albicans ở ở vùng miệng. Cho nên hồi xưa thì hay gặp hơn, nhưng bây giờ khi nào mà một bệnh nhân, nhất là bệnh nhân lớn tuổi mà thấy có xuất hiện nấm Candida albicans trong miệng thì phải coi chừng là cho cái hệ miễn dịch cái đó nó suy giảm và mới gây xuất hiện cái nấm này. Coi chừng phải luôn luôn trong đầu phải nghĩ tới là có khả năng cái mình toàn thân là nhiễm HIV. Đây là biểu hiện cái nhiễm HIV, biểu hiện của bệnh toàn thân HIV trên ở miệng. Đấy. Cái nấm này cũng có rõ, hồi xưa mình hay gặp, mình học và mình biết là hay gặp là ở trẻ mà mới nhỏ mới sinh ra sửa uống đồ vậy á, là miệng không sạch nó gọi là bệnh đèn á, đèn sữa này nó là những cái nấm Candida Candida đấy. À, xin lỗi mẹ em, thường nấm Candida albicans mẹ đi học sạn là biết thế, nấm Candida albicans hay gặp ở phụ nữ ở cái vùng vùng bộ phận sinh dục vì do là khó vệ sinh này nọ, thường hay nhiễm nấm Candida albicans. Còn ngoài ra thì thông thường ít gặp nhé. Và có một số người là do vệ sinh hoặc là tình dục ấy không an toàn thì cũng bị nhiễm nấm Candida albicans. Khi bác sĩ mình đang làm mặt họ nhiễm nấm vùng miệng thì phải chú ý hai điểm như vậy. Tiếp đó là nhiễm một cái herpes simplex nhé, herpes hồi nãy tôi có thể nói với mẹ em rồi nhé, herpes phải gọi biệt danh herpes rồi. Thì thông thường này cũng mình không phải là thấy cái thấy cái này tức là nhiễm HIV tầm 7 nhé, rất bình thường. Cái herpes này cũng là hay gặp lắm, thường hay chấn thương sang chẩn hoặc là như lúc bình thường nhưng mà đi khám một bác sĩ nha khoa về tôi nói là tôi đi khám tôi không có gì hết, tôi khám bác sĩ về cái là buổi sau là tôi xuất hiện lên những cái vết phồng lên, những bong bóng vỡ ra tạo lên vết loét rồi tạo ra và cái vết phồng lên thì ở trong những cái mong nước thì ở trong đó là đầy những là virus herpes simplex, cho nên những cái vết phồng lên đó thì tốt cũng đừng có đập vỡ hắn nha, vì nấm vỡ cả là virus nó ra lan ra thì nó lây lan, không nên phá vỡ cái vết phồng nữa đó. Rồi tiếp một cái là người ta gọi là bạch sản và bạch sản lông. Hồi nãy là một bạch sản là một cái khối ấy, một cái mảng, giống một cái khối là cái mảng chẳng còn đấy đấy là có nó có những cái nhổ ra như là tóc. Và thường thường cái này là do cái virus virus là Epstein Barr giới thiệu cho mấy em biết những cái tổn thương có thể là gặp trong quá trình mình khám răng hàm mặt á, mình thấy à. Tiếp có một cái sarcoma sarcoma Kaposi được ông nếu tìm ra thôi. À, mình phải loại trừ là màu đỏ màu tím để không mắc màu, tức là không phải là một cái sung huyết đấy mà đó. Và những cái này là mình phải theo dõi và để mà chẩn đoán xác định những cái này là cần phải sinh thiệt đó, nhé. Và mình theo dõi nếu mà do những cái chấn thương hay gì đó thế thì sau khi điều trị của tôi mới về nó phải hết thôi à. Cái này là viêm lợi viêm nha chú cho thì cho HIV ấy. Thì anh thấy cái này là kinh khủng, cái miệng nó hố dữ dội lắm, cái nụ nó mềm luôn ra luôn á ha, đừng vô là nó chảy máu kinh hoàng lắm ha, thì phải phải nghĩ tới cái chuyện là có biểu hiện của cái HIV. Nhưng còn những cái viêm nha chu thông thường thì không đến nỗi kinh khủng như vậy được ha. Và có một cái u hạch là non-Hodgkin thì có nó biểu hiện ở cái nha chu thì bao giờ có một cái vòng luẩn quẩn hết là gì,
khí có bệnh non Hodgkin, người ta mệt mỏi lá lặng cả cơ thể rồi, thì đấy nó gây biểu hiện của bệnh dâu đủ, nó sưng nề lên đồng của đau. Cho nên người ta lại vệ sinh răng miệng cảm, vệ sinh răng miệng cảm thì nó đồng môi răng rồi và lái gây ra những cái nụ sưng phù lên và gây cho trầm trọng lên nữa. Nên khi có những cái tình trạng nhà chú viêm dữ dội như vậy, trong đầu mình phải luôn luôn loại bỏ các cái trường hợp là viêm lợi của nhà chú do HIV hoặc là những cái bệnh lý toàn thân, những cái ung thư non-Hodgkin. Trong đầu luôn luôn phải có những cái nghĩ như vậy. Nhưng mà dĩ nhiên phải là những người bị cái viêm loét nó chú dữ dội như vậy là ngay lập tức nghĩ là có là biểu hiện nhiễm HIV hoặc ung thư gì rồi. No, không phải ha. Rất là đừng có quá mức mà cũng là đừng có thờ ơ, luôn luôn cảnh cảnh giác vậy thôi. Rồi bây giờ mình nói chuyện giới thiệu cho em cho vui thôi, về cái lịch sử về về nha khoa, cũng giống như mẹ em vừa có cái lịch sử về y khoa rồi đây có cái lịch sử về nha khoa để cho biết nhé. Đây là trước công nguyên hay một năm trước công nguyên nhé. Đã có cái ông này rồi ha, ông này là cho là nha sĩ đầu tiên rồi. Hơi đặc biệt đó. Rồi đêm sau này còn mấy cái ông mà Hippocrates rồi đây mẹ em biết rồi, thì là nhóm tổ của bên Tây Y thôi nha. À, bên là bên Tây Y nè, của mình thực sự mẹ ông này là giống như là hồi đó nó phải bác sĩ bác sĩ thì mẹ ông này là giống như là nhà triết học, mẹ ông nên đủ biết thiên văn học và chỉ đủ tự tin chưa có phải chuyên ngành giống như mình chưa ha, còn số ba hỏi tôi. Rồi xong rồi đến cái thời điểm năm 30 thì có cái ông là để xuất bản sách nói về nha khoa, thì mình nhớ thời điểm này thôi, mình biết thời điểm là nha khoa còn sơ sài lắm. Và đến 23 thì bây giờ là có cái ông là nói về ngành nha khoa, thì cái mọi em sẽ nghe thấy là những cái chirurgi cái trong cái răng mà vẫn có cái chirurgi gì ghê vậy không. Vẫn có những cái gì mà có can thiệp của chảy máu thì nó sẽ phổ giống như là surgery, giống như là surgery ha, ở dental surgery, còn gọi là về cái nha khoa thì có thể bị răng miệng ha, cô tạm qua như vậy, dù cái nụ răng nó sưng phồng và làm vệ sinh khó, người ta rạch đường tách cái nụ ra để ta nào cho chú sạch sẽ, thì có quay như là một cái phẫu thuật nha khoa, nó có cái tên gọi là phẫu thuật nha chu cụ thể như vậy. Rồi một số bà nói ủa cái gì mà cái răng cũng phẫu thuật nghe dễ vậy ha, thì phẫu thuật cái gì mình đặt cái chỗ chảy máu người thì coi như là phẫu thuật rồi nha. À, còn đây là 1790 thì là cái mốc này là à, đó có cái máy ha, cái máy để mà làm răng đấy, có cái mốc thời điểm. Còn đây cái mốc em tưởng tượng này răng sử là 1825 đâu kinh hoàng chưa, anh thấy có những mốc thời điểm đó. À, mấy cái bàn mà bên chỗ học răng hàm mặt chuyên về răng hàm mặt á, thì mình có giới thiệu sâu hơn về cái lịch nha khoa thế giới để trong cái bài mình dạy cho mấy bạn gọi về là tiếng Anh chuyên ngành, thì có cái chuyên ngành về nha khoa này. À, hồi là Dental English hoặc là English in dentistry, thì giới thiệu về cái này đọc cho vui thôi, chứ cũng chẳng có gì. Em thấy hồi nãy tôi nói về chất chạm amalgam thì em biết từ 1833 là đã bắt đầu sử dụng cái amalgam đọc là amalgam ở ở ở Mỹ rồi. Em thấy kinh khủng chưa, cái chất chạm này nó diệt nó hiệu nhiên để trừ luôn, bởi vì nó là ngon bổ rẻ. Nhưng bây giờ thì có những cái thứ ngon hơn rồi nhưng mà đều đắt tiền hơn, còn amalgam nó vẫn sử dụng. Nhưng bây giờ một số nước là người ta loại bỏ không dùng cho trẻ em dưới 12 tuổi và những phụ nữ có thai vì do cái thủy ngân. Cái thủy ngân mẹ em biết rồi, thủy ngân là một cái rất là độc á, bởi do cái vấn đề là phải là thải thủy ngân thế nào, anh muốn dùng amalgam thì nó anh sử dụng cách là xử lý cái amalgam dư như thế nào rất là khó. Có một bạn quốc đạt mà bây giờ mới vào thì tôi để cho bạn vào luôn, quốc đạt và trễ quá. Và ở đây có cái trường, đây là cái trường nha khoa đầu tiên đi vô. À,
Hồi nãy tôi nói có chữ dental surgery đấy bạn. Bạn cần đứt được. Mấy em cố gắng, cái bạn lớp trường cố gắng nhắc mấy bạn cố gắng vô hết, vô đúng giờ chị. Thôi. Dạ thầy, các bạn mạng mạng bị out ra, bạn vô lại Ok, á tôi xin thầy. lỗi. Vậy thì tôi xin lỗi hết. Rồi thì tôi xin lỗi. Như lúc cha nhớ nhắc cái tôi là ao ra phải nhắc, như lúc tôi dạy tôi quên đấy. Tôi dạy tôi quên, hồi trước có cái lớp kia tôi quên mà tôi không để cho mấy bạn vô đấy. Hết. Hết. Dạ Ok. dạ dạ Ok, không có gì. Tốt. Rồi. Em thấy bao giờ cũng vậy á, làm cái gì phải có luật lệ quan trọng ha. Thì đấy bắt đầu đến năm này phải có cái luật về nhà kho bằng này. Tất cả Alabama là cũng một cái tiểu bang bị và một cái mốc thời điểm quan trọng mà em nhớ là cái thuốc mê tê để mà sử dụng cho làm răng, cho hồi xưa là kinh hoàng thế, làm răng là chẳng có thuốc giảm đau khỉ gì hết á, hey, nhổ răng cầm về nó lôi ra luôn đâu thấy bà luôn á. Nhưng mà từ thời điểm 1846 cái đó có dùng mê tê rồi, và em tưởng tượng là kem đánh răng này, những cái thập niên 1860 chị ad nên là một chị ad thế, một thập niên 1860 là bắt đầu sử dụng kem đánh răng. Anh thấy cũng vui vui không? Ha. Rồi em thấy nhớ dù kem đánh răng là vùng nằm năm 1860, còn chị nha khoa là 1882 đó, và đến 1895 là sử dụng X-quang của trong cái nha khoa. Và để bây giờ em thấy không, cái ngành công nghiệp về kem đánh răng này, ngành công nghiệp chị nha khoa này nó phát triển kinh hoàng luôn. Còn đến cái điểm là cái gì, hồi nãy tôi nói mấy em là kiểu sao cập cảng thảm cập thả dương hàm á đó, là 1899 là người ta đã biết về cập thả dương hàm rồi, tức là em bị có những cái bệnh là bị trật cập thả dương hàm, tức là bệnh em đang một cú ngáp hạ miệng ra cái là ngậm miệng lại cũng được luôn, nếu mà trật hợp thả dương hàm cả hai bên thì cái miệng hạ ra không ngậm lại được, thì lúc đó đến bác sĩ đó là bà người ta biết chuyên ngành, người ta giảm đau, người ta đè xuống, ta ẩn để ta nặng thở vô lại, hoặc là cái gì, nếu trật khớp tại dương hàm một bên trật bên phải thì em sẽ thấy cái miệng hạ bên 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 phải rộng ra nữa, không ngậm lại được, cập rất là nhiều ha. Rồi cái thời điểm 1930 là mạo sử, mạo sắc kẹt sử, thì mạo sắc kẹt sử là có cái phủ cái mặt ngoài bằng sử, cái còn trong là kim loại, loại đơn giản thì em hiểu. Rồi đây là người ta những cải tiến những cái bàn chải đánh răng, đây bàn chải đánh răng được vô đến trừ là người ta làm ra bàn chải máy rồi này nọ, thấy không? Và đến 1945 người ta nhận ra được cái vai trò rất quan trọng là cái fluor, bởi vì em biết nguyên tắc ở trong cái nước mà sử dụng sinh hoạt của mình là bắt buộc phải có fluor, vì fluor là để nó giúp khoáng hóa cái răng, nó chống bệnh sâu răng, thấy chưa? Còn đây là 1950 là người ta đưa cái fluoride vào trong kem hành răng, nên cái chống kem hành răng nó có fluor nữa, nó giúp để khoáng hóa, nó chống sâu răng lại, nó tái khoáng hóa lại cái mém răng của mình nè. Và đây đây là những thời điểm mà bắt đầu phát triển lên cái ngành nha khoa, nó phát triển đến giờ cái bàn chải đánh điện này nó ha. Và bắt đầu 1990 là kinh khủng, là các cái phục hình răng, cái này là chuyên ngành rồi, và em thấy kinh khủng phát triển quá trời trời luôn ha. Đến như giờ cả là dùng các cái phương pháp để mà phục hồi làm một cái răng mát ha, từ để giúp cho cái làm thẩm mỹ, làm các cái veneer là những cái miếng bằng sữa rồi đắp mặt ngoài răng cho nó đẹp, hoặc là implant, dental implant là những cái vật ghép để cộng vào thay thế chỉnh răng mất và để bây giờ thì thời đại thời đại của kỹ thuật số trong y khoa cũng vậy, là kỹ thuật số tất cả cái gì cũng là chuyển qua digital hết đấy, đều phải dùng bên nhiều vật liệu và dùng tất cả em nghe rồi, ở bên nha khoa ta dùng tất cả các là kỹ thuật số, là nhiều phím kỹ thuật số, là sau này em thể chụp phím thì người ta không có in ra nữa ha, không in ra phím nữa mà người ta coi trực tiếp trên màn hình, đúng chưa? Đó. Mà một cái X-quang cao cấp của nha khoa đó, cái đó là CT, CT trong nha khoa gọi là khuôn viên CT, là có cái chụp các lớp nha khoa dùng các cái tia hình đó, là cả là cao cấp nhất hiện trường,
để mà người ta rồi có cái phần mềm 3D tái tạo, giống như em đi bệnh viện đó, là có chụp CT mà có phần mềm 3D tái tạo lại hết cả cái hình dạng cơ thể này nọ, các cái cơ quan nội tạng của cơ thể đó. Thì bên tiếng trong nha khoa thì nó cũng làm như vậy, tái tạo lại toàn bộ các cái xương ở trên, xương ở dưới, và người ta có thể đo được kích thước 3 chiều của một cái khối xương còn lại để người ta làm những cái làm giả đồ vô ha. Sơ lược về cái phạm vi một cái lịch sử địa vị nha khoa. Rồi mẹ em biết cả cái ý đi tại mô hình điều trị ở bệnh viện á, thì thông thường một cái khoa đó là mặt bệnh viện thì có trưởng khoa, tôi có phó trưởng khoa, tôi có các điều dưỡng trường để mà điều hành các cái điều dưỡng ở trong cái khoa đó là mặt. Thì thông thường điều dưỡng của nhà phòng nha khoa thì có gọi là điều trưởng nha khoa, dental assistant đó. Thì các cái chuyên ngành của một cái răng hàm mặt thì có gồm nhiều chuyên ngành, nhưng mà những cái bệnh viện nhỏ thì chỉ có phòng răng hàm mặt và một phòng răng hàm mặt, người ta làm hết đủ mọi chuyện luôn. Còn đấy là những cái bệnh viện mà lớn, như những bệnh mãi cái mô hình này thì nó sẽ có những cái gì phòng gì à, nó chia ra nhiều phòng phẫu thuật, đúng không? Thì nếu mà chuyên được thì nó tách ra cái phòng phẫu thuật hàm mặt riêng và cái phẫu thuật thẩm mỹ riêng, thuộc thẩm mỹ vùng hàm mặt. Còn đây là cái phẫu thuật hàm mặt và để làm những cái gì, cái gãy xương hàm trên, gãy xương hàm dưới, rồi phẫu thuật các cái u tuyến nước bọt mang tai, rồi các cái lấy sỏi của u tuyến dưới hàm, đúng không? Hoặc là phòng hàm mặt người ta điều trị tất cắt bỏ các cái tổn thương ung thư này nọ. Nhưng một số mô hình thì nó quy định là ví dụ ung thư vùng mặt này nọ thì ung thư là chuyển về cho bệnh viện cũ người ta làm hết, giống như là tại thành phố Hồ Chí Minh thì quy định là cả cái ung thư vùng mặt thì nó chuyển về cho bệnh viện ung bướu nó làm hết ha, tùy theo quy định. Còn phẫu thuật thẩm mỹ thì làm cái gì, phẫu thuật thẩm mỹ vùng mặt thì người ta sẽ làm cái gì, là phẫu thuật của quyền người ta làm các mũi mắt cái môi này nhài đó ha. Còn cái phẫu thuật mặt này còn cái nữa tôi quên, thứ nhất thì đó là cái gì, một cái gọi là phẫu thuật động khe ở môi ở mắt ha, cái mặt rất là lớn. Rồi cái phòng phẫu thuật trong miệng là làm cái gì, có một cái phẫu thuật thẩm mỹ vùng hàm mặt này thì mẹ em biết trong thực tế là hay làm là có làm mấy cái gì, phẫu thuật về xương để mà là điều trị chỉnh hố về mõm á ha. Đó phẫu thuật em sẽ thấy trong thực tế là nhiều 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 lắm ha. Những cái phòng mạch tư này nó ở Sài Gòn Hà Nội làm, nhưng mà cũng gọi điện chỉnh rất là nhiều cái cẩn thận. Rồi phòng phẫu thuật trong miệng, phẫu thuật trong miệng làm gì, là về chuyện nhổ răng này này nọ, các cái thay đổi xử trí các cái việc tách cái đồ miệng này nhé. Hoặc là phòng điều trị nội nha, nội nha là cái chi, tức là bị mấy người bị đau răng nó đó, sưng đau răng này á, thì vô đây người ta lấy tủy lấy đồ xong rồi chạm răng lại, cái phòng điều trị nội nha và chữa răng. Rồi đến một cái mảng riêng là phòng phục hình là làm cái gì, phục hình tức là tạo lại hình dạng, tôi tạo lại hình dạng bằng các cái răng giả trong chuyên ngành răng hàm mặt, là phòng làm răng giả đơn giản như vậy. Ở ngoài đường rồi đồ mà em nghe phòng đi phòng răng thì từ đó là từ trước năm 1975 thì chủ yếu dành cho các cái người nhà công đó, người ta làm răng giả gọi là phòng răng ấy. Còn nặng chỉnh răng hay là gọi là chỉ chỉnh nha á, hoặc là chỉnh hình răng miệng, thì đó là mục đích là để sắp xếp các cái răng lại cho nó thẳng hàng ngay ngắn cho đẹp, cũng như là giúp cho cái chức năng phát âm ăn nhai tốt hơn. Và một chuyên ngành niềng răng thông thường hay nói là chỉnh hình răng, động chuyên ngành rất là lớn ở trong cái nhà khoa. Rồi đến các cái phòng đào tạo, để đào tạo sau đại học, đào tạo liên tục cũng như đào tạo cho các sinh viên các chuyên ngành khác học về răng mát của mình thì qua. Đây là sơ lược một cái sơ đồ của một cái phòng khám răng mặt bệnh viện mà lớn đấy. Còn những cái bệnh viện nhỏ ở bệnh viện sẽ là nặng, hoặc bệnh viện đa khoa thì làm đơn giản hơn. Rồi mẹ em biết một cái diễn tiến lâm sàng thì cái đi lý vô chuyện bị sâu răng vẫn làm gì hết thì răng thì nó sẽ bị như thế nào, mà các hình thức bị các hình thể lâm sàng, và xong rồi mình biết như vậy rồi thì sẽ có một cái điều trị kiểu chi, nguyên tắc điều trị biết vậy thôi đơn giản. Để sau đi rồi mình làm bác sĩ đa khoa nhé, đâu răng đâu đôi mình biết sơ sơ rồi để mình chuyển cho đi cho đúng, mình tư vấn cho đúng.
rồi thì tôi mở bình sinh bình nguyên mình nằm nhé, vì đằng sau thì mình nhớ rồi đây một cái răng là bao xung quanh gọi là cái mén này, mén thấy không? Cái mén này nó dày lên thì nó có những cái mén nó màu sắc nó đẹp nó chế, vì cái mén thứ nó trong ấy. Thì có mén đục là gặp ở răng sữa thôi, hay có mén đục là mấy chỗ những cái răng bị xấu á, phủ ngoài và ở trong là có cái phần ngà, ngà thường là cái màu vàng hơn. Và trong cùng là tùy, giống như tùy là cái phân rung. Đây là có cái video clip tôi sẽ cho mẹ em coi, trong cùng là tùy răng hay cái từ thông thường gân mão trong nam hay dùng gọi là gân mão à. Là tùy răng là chỗ có cái mạch máu nhỏ với những cái sợi tấn công của thần kinh cảm giác. Dưới đây là cái chân răng của tùy nó chạy ra khỏi chân răng này, và dưới đây là vùng chọc chân răng này đó. Và em biết là nhiều sâu răng sâu vô men, men thì cái không điều trị dịch lâu ngày nữa chứ, mình học trò lên cái tôi nói ngắn gọn lại nó lên men ấy, nó lên men và tạo ra axit nó đục nó phá hết cả cái men rồi nó đi vô trong ngà cả rồi. Vì thế thuần túy tôi nhắc lại sơ sơ có cái ống thần kinh gọi là ống Tom, nó đi theo đó nó vi khuẩn nó đi vô trong tùy, nó gây viêm tùy đó đau dữ rồi, xong rồi nó gây hoại tử và cái gì nó theo cái đường nó chọt chân răng nó đi ra ở đây vùng quanh chọt, nó gây viêm quanh chọt đau và để lâu ngày thì nó phá hủy xương và nó gây lỗ giò ra ngoài cái phần mềm rồi viêm mô tế bào, để lâu nữa thậm chí nó làm cái fistula những cái giò mủ ra ngoài ở vùng bả mặt luôn ha. Em quay video clip một chút xíu. Rồi mấy em coi xong hết rồi nhé, đó là em hiểu là vấn đề là nó đơn giản để mình biết cái quá trình này. Bây giờ mình đi sâu vô trong xỉ để mình biết cái sâu răng nó sao thôi nhé. Mẹ em đi làm sao em thấy á, mẹ kêu sau này mẹ em lớn lên có đơn lấy vợ lấy chồng có con á, con nhỏ thì mình cũng biết à ok sâu răng là sao ấy.
giai đoạn một biết là thậm chí nó biết cả sâu răng, sâu tựa răng sữa với rồi răng bệnh viện thì tiến trình nó cũng vậy à. Mình thấy có nhờ tôi nhớ tôi nhắc mẹ em có cái thảm chấm là thấy cái nhọn nhọn á mình ra thế này. Còn nếu không dùng cái đó thì mình dùng cúng mắt mình nhìn thấy thông thường mình thấy nó vẻ có màu đen có chấm đen á đó là coi chừng là có một cái chấm đây nè cái chấm đây nó mắc 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 vô về cái sâu răng ở đây cái sâu răng có cái vết đen ở đây được chưa đó đây là mẹ răng này đây tùy răng này rồi một thời gian cái vết đen ở đây nó phá hủy mẹ dần 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 nó đi vô vùng ngà biết không nó vô ngà nó phá hủy ngà và phá hủy đấy là kích thích đây là ê ê ê buốt với là nóng lạnh cái chúa nhưng mà chưa gì hết còn chịu được đến đây vô ngà thì nó ê buộc nó kéo dài hơn nhưng mà nó tạm nó ngưng đến giai đoạn mà nó đã từ mén vô ngà vô tụy rồi thì lúc đó ù mẹ ơi viêm tụy nó đau dữ dội lắm nhức đầu về đêm đau giật giật lắm dùng thuốc giảm đau giảm đồ nhưng cũng đỡ hết rất là khổ ha dữ dội lắm dù dù một thời gian nếu mình không lấy tụy lại đồ chứ hết á thì mẹ em biết sao không tụy này nó viêm mà chắc hoại tử á nó theo cái động tùy chân răng nó đi ra khỏi khỏi chóp và đây là vùng chóp và ở vùng chóp này nó tạo thành một cái à khối áp xe à, áp xe này nó đau dữ lắm vì thương áp xe nó áp xe này nó nằm trong xương cái đoạn á cho nên trong xương nó gây vùng chóp và khi vùng chóp này nó có chuyện gì nó xảy ra lâu ngày nó tạo một cái đường do nó phá hủy xương nó đi vô mô mềm nó gây ra viêm mô tế bào đấy là một cái quá trình diễn biến làm sao sâu ra để cho cái viêm viêm mô tế bào luôn đấy cả cái hình thể làm sao tại vì có sâu men có sâu ngà nọc thì ngà lực ngà thì nó chia ra nó sâu nó ê buộc nhiều hơn và khi tôi nói ngà xong là để tụy tụy là đi vô một cái hơi sâu về chuyên môn sĩ thì gọi là có tim hồi phục vẫn có khả năng hồi phục cái này là khái niệm này là chuyên ngành sĩ không có khả năng hồi phục thì lúc đó mình phải lấy tụy làm sạch ngay chứ nếu không nó sẽ chuyển qua trạng thái hoại tử tụy còn nếu mà viêm tụy mà có khả năng hồi phục thì mình không cần lấy tụy ha hồi nãy á mình chỗ này á mình không cần lấy tụy mà mình chỉ làm sạch chỗ này xong thôi và mình bị tình trạng là ha. Mà thông thường là khi phát hiện ra tụy là chậm rồi thì nó phải không hồi phục và không hồi phục thì mình phải lấy tụy sạch để mình chạm lại cho nó còn không thì nó sẽ gây ra một tình trạng hoại tử tụy và nó dẫn đến viêm quanh chóp rồi đến viêm mô tế bào mình giới thiệu mẹ em biết các cái vật liệu trạm răng cho biết này được không thì vết đen đen này gọi là amalgam cái amalgam đen có chữ L này sai có đây à đây đánh đi cái màu trắng trắng của cái hỗn hợp này chính là cái màu này là cái màu biểu hiện của bạc bạc ở trong có màu trắng đây em thấy không đây là amalgam nhưng mà nó rất là bền không? Nhưng có cái dừa là bình thường cái vết dừa cái mố răng còn lại về cái miếng amalgam á là nó sẽ có những cái khe hở và chỉ đến thức ăn nước nhỏ nó thấm vô trong này nó dễ gây ra cái sâu răng thử phát ở bên dưới miệng trạm à, hoặc là nó bị hôi miệng những người hôi miệng thì có chừng những miệng trạm này nó đóng thức ăn vù vặt theo nước nó chui vô đây ấy là hôi em thấy vì cái màu này cái trạm phía sau đó, cái trạm phía trước nó thẩm mỹ nhìn dơ lắm đúng còn đây là những cái miếng trạm composite à, composite tức là một cái loại nhựa hỗn hợp vậy thôi cái màu có giống màu răng để nhìn cho nó thẩm mỹ đây là những cái miếng trạm nó bị vỡ ra một phần rồi ha mình thấy ở dưới đây này à, người ta hay 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 thấy cái này là cái vùng xả cái mô tụy đấy ngà đấy nhé rất là dễ nhạy cảm cái bộ cái là trạm composite có một cái người ta gọi là GIC là carcinoma là mẹ em sẽ nghe thấy carcinoma tức là những cái ngoài trạm bị thổ rành với cái loại này nó chịu được nước nhiều hay dùng nó có những cái phân loại 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 nữa nhiều loại nữa nhưng
thường hay gọi gọi là cái casino bé, em thấy tên thương mại em đi đi khi mà đi Nha Trang nghe nói Fuji Fujinai là Fuji 9 á, để mà chạm bị các hố rạn á, bởi dành cái con nít á, để phòng ngừa nó bị sâu rắn á. Đó cái trạm này gọi là trạm mà không cần phải khoan á, mình trộn mình biết với những cái hố rạn dành cái con nít á, cho nó khỏi sợ cái máy khoan kêu ra 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 nó sợ á. Thì đó thì dùng như vậy. Rồi có một cái vật liệu trạm răng người ta gọi là oxyacin, tức là cái màu 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 trắng nha. Đây không có đưa lên hình, mình đây để tạm tạm em thấy nấu răng mà đi khám bác sĩ á, người ta hay nói à, cái miệng này đau à, người ta có làm sạch xong rồi người ta trả mua cái miệng trắng trắng, người ta dặn về khoảng 1 2 ngày mà không đau quay trở lại người ta trả chính thức đó. Thì đó thì đó là cái miệng trắng tạm ở trên nào à, theo dõi có thường đó bị vô tùy hay không, không vô tùy thì người ta lấy bớt đi xong rồi trên đó người ta trả lại là amalgam, hoặc là người ta trả lại các bé, hoặc là người ta trả composite trên cùng, rồi giữa cái alginate và composite thì có một lớp ngăn lớp carcinoma, bởi vì composite mà đạp trực tiếp lên miếng trạm alginate này là nguyên tắc là không được à, thì nó không trùng hợp được. Đây là giới thiệu sơ sơ cái việc mà bị các cái bước mà làm tủy răng khi mà từ cái sâu men à, sâu ngạt men mà men nóng nóng này, sâu men sâu vô trong rồi bắt đầu là đục vô trong ngà, ngà thì là của 2 loại, sâu ngà nóng rồi ngà sâu, rồi ngày sau xong rồi nó đi vô nó gây ra viêm tụy, được chưa, viêm tụy vậy. Thì bây giờ viêm tụy nó chỉ làm sao theo cái đường chỗ sâu răng này này, mình mở một cái lỗ mở rộng ra gọi là opening, mở rộng ra nha, mở rộng ra để làm chi, mình có đủ mình đưa cái cây dụng cụ này mình đưa vào trong này, làm thấy cái có cái gái gái này có như gọi là cái chấm mà chấm chưa nổi nha, có cái tên riêng là file hoặc là headstone là tên chuyên ngành rồi, mình đưa vô để mình cao cao mình làm sạch cái tủy ra này, mình làm sạch trong cái ga ga mà bị viêm mình làm sạch ra hết, sạch ra hết nào đó. Học chuyên ngành thì người ta chỉ biết một cái răng là có bao nhiêu ống tủy rồi đó nhá, đại khái đó, mình biết không. Sau khi lấy sạch xong rồi người ta thì trong này rộng đi thì muộn rồi thì người ta phải trạm cái chất đạm vô đấy để trong cứng, thì cái này gọi là Guttapercha lên một chất trơ đấy, ta đưa đi vô nó bịt kín lại, bịt kín lại hết, vì đang bịt kín lại em chứ, sau sạch rồi bịt kín lại, trong cái môi trường này là kín hết, không có một cái chỗ nào để cho cái vi khuẩn nó tồn tại trong này để nó phát triển hết. Cái khoảng trống này là để mở ra để cho thoát khí ra hết, vi khuẩn này thường là vi khuẩn yếm khí, có thông khí ta bơm rửa sạch nó làm kín lại hết. Kín lại xong rồi là để làm một xí à, trong trường hợp này mà em thấy đấy là một cái miệng trạm nó to quá, người ta động post post là một cái chốt người ta bỏ qua thôi cho nó vững lên, ở trên này trạm người ta trạm vô à, rồi trạm nó trạm vô mà thấy to quá ta không chắc thì người ta mài nhỏ lại, người ta bọc một cái răng vô, người ta gọi đây là một cái mạo cái khao vậy thôi ha. Đó khái niệm như vậy em biết, đâu biết cái khái niệm thôi. Rồi đi vô bệnh viện thì mấy cái chỗ phòng rạp răng người ta hay cầm cái nhỏ nhỏ xoay 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 vô trong 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 cái răng á, bệnh viện à đó là lại tùy đó, đây viêm tùy có khả năng hồi phục đây. Em thấy đây khi xấu á thì có cái cục này là cục thịt mình nói này à, cái cục thịt này á là mình phải biết cái cục thịt này là cái gì đây, nó viêm lâu ngày. Thịt này mình phải loại trừ 2 cái, một khi có cái sâu răng này cái nũ á nó triển dưỡng nó to lên nó phình vô nó che vào đây, cái này là do cái nũ thôi còn chưa phải cái tủy. Có trường hợp là nó viêm vô tủy và tủy lâu ngày nó triển dưỡng nó phình to ra đây cả cái cục này luôn, nên phải nguyên tắc là mình lấy sạch cái cục này ra để mình quả thử là nũ răng hay là tủy răng, nếu mà cái nũ hay là cái lời á mình lấy ra thì cái tủy nó còn nguyên thì mình chạm lại không cần phải lấy tủy gì hết, còn nếu đây là cái tủy triển dưỡng thì mình phải lấy sạch và mình phải điều trị cái tủy ra à, được chưa, đây là viêm tủy không hồi phục à, đây là nói rõ ràng dù không có chuyên khoa mặt thì đâu có biết soi soi mà cái đấy thì mình cho thuốc giảm đau thôi, súc miệng sạch rồi mình chuyển lên tuyển trên tuyển mà có chuyên khoa răng hàm mặt á. Còn tuyển có chuyên khoa là mặt là như hồi nãy nói là cái viêm này
mình mở cái lỗ mình làm sạch hết, mình được cái tấm vô đây mình làm sạch từ dưới chóp lên trên. Sau khi sạch hết rồi thì mình chạm cái chạm lại kín nhé. Rồi đây là mình nói về cái bệnh lý viêm quanh chóp, viêm quanh chóp cấp. Anh thấy em diễn tiến quanh quanh cấp là nó tạo thành ra là cấp là bởi vì không được điều trị thì lâu ngày nó chuyển qua màng tĩnh. Màng tĩnh xong rồi thường thường nó đục ra cái viêm, nó gây viêm mô tế bào hoặc là thậm chí nó gây viêm xương hàm luôn, sau khi nó đi xuyên qua xương mà không điều trị nhé, hoặc cơ thể nó giảm sức đề kháng thì nó gây cả viêm xương hàm luôn trước khi nó chuyển qua cái viêm mô tế bào. Còn viêm xương hàm là khi nào? Là do cái răng mà nó nằm sát với xương hàm. Răng nằm sát với xương hàm là răng nào? Thông thường đó là cái răng cổ nhỏ, răng 4, răng 5 của hàm trên, cả bên trái cả bên phải. Ở bên phải thì nó sẽ gây ra cái chuyện của viêm xoang hàm bên phải, ở bên trái thì gây ra viêm xoang hàm bên trái. Em thấy chưa? Rất là rõ ràng. Đơn giản chứ không phải phức tạp gì hết. Rồi, biến chứng của viêm mô tế bào. Thì nhiễm khuẩn do răng. Viêm mô tế bào là do từ cái nguồn nào? Thì mình quay trở ngược lại. Thứ nhất là có thể do răng. Từ đó này cũng quay trở lại viêm hoại tử ra hoặc xe quanh chóp, từ viêm quanh chóp ra nó nhiễm khuẩn nên nó lan vô cả cái xuyên qua cái sân xương liền tới viêm mô tế bào. Anh thấy không, nó sưng chù vù cả cái má luôn đây. Còn đây là đang viêm tại chỗ đi nổ ha, nó lan theo xương hàm trên đi lên đây này, nó lan ra ngoài má cái sưng chù vù cái má nha. Đây là cái hình ảnh biểu trưng cái viêm mô tế bào. Mà nếu mà để lâu cái viêm tế bào nó có cái tổ tụ mù thì gọi đó là cái có cái áp xe. Còn đây là một cái viêm lan to. Đặc trưng của vùng mã là những cái mô tế bào nó lỏng lẻo, cho nên tổ chức nhiễm trùng nó đi lan vào rất là nhanh, rất là nhanh. Em thấy không, đang cả hết cả vùng cằm luôn, để cả cái mã luôn nhé. Đặc trưng của cái viêm mô tế bào ở vùng mặt. Rồi mình biết cái nguyên tắc điều trị của cái viêm mô tế bào thôi nhá. Khám lâm sàng để mình biết đây là những cái nguyên tắc điều trị, người ta là nguyên tắc của người ta cảnh báo là người ta biết cái dùng cho kháng sinh đồ á, biết cái nguyên con virus sao để ta dùng kháng sinh cho đúng á, này hơi lý thuyết. Và bây giờ phải điều trị triệu chứng là quyết định ha, trong khi chờ đợi. Ok, và một cái chuyên ngành tức là do cái răng đó thì mình có bảo tồn được cái răng đó không, bao giờ tìm cách bảo vệ cái răng đó. Nhưng mà nếu cái răng đó nó phá hủy, nó lung lay rồi thì mình phải nhổ thôi, để điều trị viêm mô tế bào ổn định rồi mình tìm kế hoạch mình phục hình răng lại sau thôi, đúng không? Đó. Bây giờ những cái này là mình thấy ví dụ nhiễm khuẩn mà cấp mà có cái viêm mô tế bào thắm dịch. Thắm dịch là gì? Nó chứa tụ mù gì hết, nó sưng nề và giai đoạn này nó đau dữ lắm nha. Thông thường em thấy một khi mà tụ mù rồi thì thông thường nó sẽ đỡ đau hơn ha. Bạn có những cái khu trục từng ổ mềm á, nó đỡ đau hơn nhiều. Thắm dịch này nó lan bò cẳng mềm á, lan bò có cái loại cẳng mềm gọi là cẳng cứng nhưng mà chưa có mụn. Cái là giai đoạn này không có chỉ định mà tu trạch mụn gì hết, những cái chỗ nào nó phập phiêu thì nó mới thảo dịch thôi ha. Cái cẳng cứng này rạch thì thực sự rạch nó đã tạo mụn gì hết, trong những trường hợp cấp cứu là vì gì, nó thoát hơi hoặc đâu, hoặc là những cái vị trí mà nó gây khó thở cho bệnh nhân thì lúc đó mình mới rạch dần luôn, thì còn không thì không có chỉ định rạch dần luôn gì hết. Có những cái trường hợp viêm mô tế bào nhất là trên bệnh nhân đái tháo đường, khả năng miễn dịch kém á, nó lan tỏa rất dữ dội, nguyên cả cái sàn miệng nó sưng phù lên, nó đẩy lưỡi như sau mình vẫn rất là khó thở, thì lúc đó mình phải dần lưu, mình đặt cái sọc mô để mình dần lưu. Dần lưu làm cái gì? Mình dẫn lưu là mục đích là mình rạch, mình dẫn lưu để cho thông thông khí á, mấy biết không, vì vi khuẩn chủ yếu gây mô tế bào là vi khuẩn nhiễm khí, khi nó thông có không khí vào thì nó tiêu diệt vi khuẩn nhanh đó, nguyên tắc là như vậy. Thí dụ như vậy. Rồi chờ tôi một xí, tôi hỏi cô Linh lại về các cái câu hỏi siêu mấy em.
tập trung vô nhớ lại sơ sơ thôi nhé, các cái phương pháp khám răng miệng ở đây, khám răng, khám nha chú có sao để em nhớ lại phương pháp khám thôi. Rồi thứ nhì là các cái hình thể lâm sàng về bệnh nha chú á, bệnh sâu răng á, mình nhớ mình biết từ khi sâu răng rồi đến sâu nhà sâu sâu là nó được có viêm tụy, viêm hoại tử tụy rồi viêm quanh chóp dẫn đến là có thể viêm xoang hàm hoặc là viêm xương hàm rồi đến viêm mô tế bào và các cái điều trị nguyên tắc điều trị thôi còn đi sau cái phần này nó hơi ít 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 hấp dẫn đến cái phần mà người chấn thương thầm mặt rồi tôi nói chuyện á nó vui hơn nhé. Luôn hay là học